À, đây là kênh YouTube của Vườn Quốc gia Cát Tiên ở trên cái giao diện của desktop. Thì bây giờ anh vào cái trong phần này, ở cái phần setting nó có hình bánh răng cưa ở bên dưới đây. Anh nhấn vào setting, anh nhấn vào channel là kênh, sau đó anh đi qua cái phần advanced setting đó, rồi không phải phần này, qua tới phần này, phần features eligibility là anh nhấn vô trong cái phần này nha. Ở cái phần xác minh nó nằm ở trong này nè anh. Đó, anh nhấn xuống. Đó, nó có cái mục gọi là xác minh. Thì em là tài khoản quản lý nên em không có cái quyền xác minh. Anh là chủ sở hữu, anh được quyền xác minh. Rồi anh nhấn xác minh cái số phone của anh vô trong này để nó cập nhật liên kết cái kênh YouTube này với cái phone của anh. Sau khi nó update cái kênh, cái số điện thoại rồi đó, thì anh nhấn đóng và save lại và đóng lại cho em là kênh xác minh. Sau đó anh sẽ được up video trên 15 phút nha anh. Rồi em cảm ơn anh. Đó, bắt đầu có tương tác nhiều rồi, bình luận từ bên kênh của em nó nhảy qua rồi đó. Chúc mừng anh.